Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Hãy giữ tháng lúa trổ làm lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Vì ấy trong tháng lúa trổ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đang ban đêm đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Tại trong nơi mà Đức Jehovah sẽ chọn để danh Ngài ở, ngươi phải dùng con sinh bằng bầy chiên và bầy bò dâng làm lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Với lễ vượt qua, chớ ăn bánh pha men. Trong 7 ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, tức là bánh hoạn nạn đặng giữ lễ ấy, vì ngươi ra khỏi xứ Ai Cập vội vàng. Hầu cho trọn đời, ngươi nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ai Cập. Trong 7 ngày, không nên thấy men nơi nhà ngươi hay trong khắp địa phận ngươi. Thịt con sinh mà ngươi đã giết lúc chiều của ngày thứ nhất thì chớ để đến sáng mai. Ngươi không được giết con sinh về lễ vượt qua trong một thành nào mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Ngươi chỉ trong nơi mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở, ấy là nơi mà ngươi phải giết con sinh về lễ vượt qua vào lối chiều, vừa khi mặt trời lặn, nhằm giờ mà ngươi đã ra khỏi xứ Ai Cập. Phải nấu thịt con sinh và ăn tại trong nơi mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, rồi sáng mai trở về trại mình. Trong 6 ngày, ngươi phải ăn bánh không men, và qua ngày thứ 7 sẽ có một lễ trọng thể cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ làm một công việc nào. Ngươi phải đếm 7 tuần. Khởi đếm 7 tuần này từ ngày người ta tra cái lưỡi hái vào mùa gặt. Kế, ngươi sẽ giữ lễ 7 tuần cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, do tay mình đem dân của lễ lạc ý, tùy theo Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi. Ngươi, con trai, con gái ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê-vi ở trong thành ngươi, người khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bùa ở giữa vòng ngươi, đều sẽ vui vẻ tại trong chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh Ngài ở. Phải nhớ lại rằng, mình đã làm tôi mọi tại xứ Ai Cập và khá cẩn thận làm theo các luật lệ này. Khi ngươi đã thâu huê lợi của sân đạp lúa và hầm rượu mình rồi, thì phải giữ lễ lều tạm trong 7 ngày. Ngươi, con trai và con gái ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa đều sẽ vui vẻ mà giữ lễ đó. Trong 7 ngày, ngươi phải giữ lễ này cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Đức Jehovah sẽ chọn, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi, rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. Mọi người nam trong các ngươi, mỗi năm 3 lần, phải ra mắt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ 7 tuần và lễ lều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Jehovah. Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Ngươi phải tùy từng chi phái mình lập những quan án trong các thành mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Những quan án ấy sẽ xử đoán dân sự cách công bình. Ngươi chớ làm dịch sự chánh trực, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan và làm rối lời của người công bình. Ngươi phải theo sự công bình cách trọn vẹn để ngươi được sống và nhận lấy sứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Gần bên bàn thờ mà ngươi sẽ lập cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, chớ dựng lên hình tượng của thần Asera bằng thứ cây nào, cũng chẳng nên dựng lên một trụ thờ nào. Jehovah Đức Chúa Trời ngươi lấy làm ghét các vật ấy. Chương 17. Ngươi chớ dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi con bò đực hoặc con chiên có tỳ vít hay một tật chi, vì ấy là một sự gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Khi ở giữa ngươi, trong một thành nào mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, có một người nam hay nữ làm điều ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi,
vi phạm giao ước Ngài, đi hầu việc và quỳ lại các thần khác, hoặc mặt trời, mặt trăng, hay là cả thiên binh, tức là điều ta không có dạy biểu. Khi điều đó đem học cho ngươi hay, thì phải tra hỏi kỹ càng. Và nếu điều người ta nói là thật, và quả quyết có một sự gớm ghê dường ấy đã phạm trong Israel, thì ngươi phải dẫn người nam hay nữ đã làm việc ác đó đến cửa thành, ném đá cho chúng nó chết. Cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mới xử tử kẻ đáng bị chết, nhưng cứ lời của một người chứng không đủ xử tử người. Tay của các người chứng phải tra vào mình nó đầu hết, đặng làm cho nó chết, kế sau tay của cả dân sự. Như vậy ngươi sẽ cất kẻ hung ác khỏi giữa mình. Khi nào trong thành mình có một sự tranh tụng, hoặc vì đổ huyết, hoặc vì giành xé, hay là vì thương tích, mà ngươi phân xử lấy làm khó quá, thì phải đứng dậy, đi lên chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, đến gần những thầy tế lễ về chi phái Lê-vi, cùng người đang khi ấy làm quan án mà hỏi han họ. Họ sẽ tỏ cho mình biết sự phán xét đáng định. Ngươi phải làm y theo lời họ tỏ dạy cho mình tại nơi Đức Jehovah sẽ chọn, và khác cẩn thận làm theo mọi lời dạy của họ. Phải làm theo luật pháp họ dạy cho và sự phán xét họ giảng ra, chớ xây về bên hữu hay bên tả mà bỏ các điều giảng của họ. Song người nào ở cách kiêu ngạo, không khứng vâng theo thầy tế lễ đứng tại đó đặng hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, hay là không vâng quan án, thì người đó phải chết, và ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa Israel. Cả dân sự sẽ nghe điều ấy và bắt sợ, không còn buông theo sự kiêu ngạo nữa. Khi ngươi đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi, nếu ngươi nói, tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi như các dân tộc chung quanh, thì khá lập một vua lên cai trị ngươi mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn. Phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi, chớ nên lập một người ngoại bang lên không phải anh em ngươi. Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ai Cập. Bởi Đức Giê-hô-va đã phán cùng các ngươi rằng, các ngươi sẽ chẳng trở về đường đó nữa. Vua cũng không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa, lại chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. Vừa khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp này mà những thầy tế lễ về dòng Lê-vi giữ, chép một bản cho mình. Bản ấy phải ở bên vua trọn đời. Vua phải đọc ở trong để tập biết kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này và hết thảy điều răn này. Kẻo lòng vua lướt trên anh em mình, xây về bên hữu hay bên tả, lìa bỏ điều răn này, hầu cho vua và con cháu vua được trị vì lâu ngày giữa Israel. Chương 18. Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi và cả chi phái Lê-vi không có phần, cũng không có sản nghiệp chung với Israel. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va và cơ nghiệp Ngài mà nuôi lấy mình. Vậy, chúng không có phần sản nghiệp giữa anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ, y như Ngài đã phán. Vả, này là phần định mà những thầy tế lễ sẽ có phép lấy trong các lễ vật của dân sự dâng lên, hoặc bằng bò đực hay là chiên: cái chẻo vai, cái hàm và cái bụng. Ngươi sẽ cấp cho người của đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu và lông chiên hớt đầu tiên của ngươi, vì tại trong các chi phái ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chọn thầy tế lễ để người và các con trai người nhân danh Đức Giê-hô-va chầu trực và phục sự trước mặt Ngài đời đời không dứt. Khi một người Lê-vi ở bất luận thành nào chỗ nào tại trong Israel mà thành tâm đến nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn, và nếu người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình hầu việc như hết thảy anh em mình là người Lê-vi vẫn chầu trực tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va, thì người sẽ có một phần lương thực bằng phần của các anh em mình, không kể của người có thể bán được về của tổ nghiệp mình. Khi ngươi đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho,
chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi, chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa. Chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa. Xong, về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta. Các ngươi khá nghe theo đấng ấy. Đó là điều chính ngươi đã cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Horeb trong ngày nhóm hiệp mà rằng: cầu xin tôi chớ nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nữa, và chớ thấy đám lửa hừng này nữa, e tôi chết chăng? Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: chúng nó nói có lý, ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng. Ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người. Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Nếu người nói trong lòng rằng: làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán? Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra, chớ sợ người. Chương 19. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt các dân tộc của xứ mà Ngài ban cho ngươi, khi ngươi đã đuổi chúng nó đi, được ở trong các thành và các nhà chúng nó rồi, thì phải để riêng ba cái thành giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. Ngươi phải dọn đường, chia ra làm ba phần địa phận của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp ấy, hầu cho kẻ sát nhân ẩn núp tại đó. Và này là cách mà người ta phải đãi kẻ sát nhân ẩn núp tại đó đặng bảo tồn sự sống mình. Nếu ai vì vô ý đánh chết kẻ lân cận mình không có ganh ghét trước, thí dụ nếu người đó đi cùng kẻ lân cận mình vào rừng đốn củi, tay người đang giơ rìu ra đốn, rủi lưỡi rìu suốt cán trúng nhầm kẻ lân cận, làm cho kẻ ấy bị chết đi, thì người phải chạy ẩn núp mình trong một của ba cái thành này đặng bảo tồn sự sống mình. Bằng chẳng, kẻ báo thù huyết vì nóng giận chạy đuổi theo kẻ sát nhân đó, và nếu đường dài quá theo kịp và đánh người chết đi, mặc dầu người không đáng chết, bởi từ trước người không có ganh ghét kẻ lân cận mình. Vì vậy, ta dặn và phán cùng ngươi rằng, hãy để riêng ba cái thành. Nếu ngươi cẩn thận làm theo các điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay, tức là thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hằng đi theo đường lối Ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ mở rộng bờ cõi ngươi, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, và ban cho ngươi cả xứ mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ ngươi. Rồi bấy giờ, ngươi phải thêm ba thành nữa vào ba thành trước, hầu cho huyết vô tội không đổ ra giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, và không có huyết trên mình ngươi. Nhưng nếu ai ganh ghét kẻ lân cận mình, gài mưu hại người, nổi lên đánh chết người, rồi chạy ẩn núp mình trong một của các thành ấy, thì những trưởng lão của thành kẻ đó phải sai đi kéo nó ra khỏi nơi, nộp vào tay kẻ báo thù huyết để nó chết đi. Mắt ngươi sẽ không thương xót nó, nhưng phải trừ huyết người vô tội khỏi Israel thì ngươi sẽ được phước. Ngươi chớ dời mộc giới của kẻ lân cận mình mà các tiên nhân người đã cấm nơi sản nghiệp ngươi sẽ nhận được tại xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. Chứng độc chiết không đủ cớ định tội cho người nào, bất luận gian ác tội lỗi nào mà người đã phạm. Cứ theo lời của hai
hay ba người chứng thì sự mới định tội được. Khi một người chứng dối dấy lên cùng kẻ nào đặng phao tội cho, thì hai đàn có tranh tụng nhau phải ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt những thầy tế lễ và quan án làm chức đang thì đó. Các quan án phải tra xét kỹ càng. Nếu thấy người chứng này là chứng dối đã thưa gian cho anh em mình, thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn đã toan làm cho anh em mình. Vậy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình. Còn những người khác hay điều đó sẽ sợ, không làm sự hung ác như thế ở giữa ngươi nữa. Mắt ngươi chớ thương xót. Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Chương 4. Hỏi kẻ rất yêu dấu. Chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này hãy nhận biết thánh linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Hỏi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm cứu Chúa thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Này, vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán? Ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Chương 5. Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài.
điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời hay sao? Ấy, chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã lấy nước và huyết mà đến. Chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng, Đức Thánh Linh, nước và huyết, ba ấy hiệp một. Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn. Và chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về con Ngài. Ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là kẻ nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội mà tội không đến nỗi chết thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết, ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. Mọi sự không công bình đều là tội, mà cũng có tội không đến nỗi chết. Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội. Nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng. Thi Thiên 46. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào. Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này.
con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.